Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 30 km là Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai. Từ xa xưa đã là một làng quê văn vật nổi tiếng xứ Đoài. Không chỉ lưu giữ được những di tích cổ độc đáo, minh chứng cho bề dày lịch sử, làng Ngọc Than ngày nay còn phát triển nhiều nghề thủ công truyền thống của cha ông để lại. Trong đó không thể không nhắc đến nghề mộc của làng, đã được hình thành từ cách đây khoảng 400 năm. Qua thời gian, những tinh hoa của nghề chạm khắc gỗ vẫn được những người thợ Ngọc Than gìn giữ. Không chỉ làm ra các sản phẩm gia dụng hay đồ thờ tự, mà còn sáng tạo nên những tác phẩm có độ tinh xảo cao như tranh gỗ nghệ thuật. Làng Ngọc Than chúng tôi xa xưa đã bắt đầu có cái nghề mộc. Tức là từ đầu thế kỷ thứ 16, các cụ đã làm tại cái đình này. Nhưng qua cái thời kỳ quá độ của chiến tranh, cái nghề mộc của làng Ngọc Than tạm thời lắng động. Nhưng sau khi đất nước giải phóng năm 1975, thì làng Ngọc Than đã khai thác lại nghề mộc truyền thống ngày xưa. Có khoảng 270 hộ hiện nay đang theo nghề mộc. Quê chúng tôi vẫn giữ được cái truyền thống của cha ông, từ làm đồ thờ, từ làm tất cả những cái cảnh của cái nghề mộc, và làm nhà cũng làm rất là đẹp. Đình làng Ngọc Than là một công trình kiến trúc độc đáo, được xây dựng từ thời nhà Lê thế kỷ thứ 17. Theo người dân trong làng, những nghệ nhân của làng Ngọc Than xưa kia đã tạo tác nên nhiều hình tượng đẹp trên các đầu bẩy, vì kèo, dựng nên một ngôi đình mang vẻ đẹp độc bản, khác biệt với kiến trúc của nhiều đình làng Bắc Bộ. Thế hệ trẻ của làng Ngọc Than hôm nay cũng mong muốn tiếp nối những giá trị tiền nhân để lại. Từ việc tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc ngôi đình cổ cùng nghề mộc của quê hương mà họ càng thêm say mê và gắn bó với nghề. Hai anh em Bùi Trọng Lăng và Bùi Trọng Quân được sinh ra ở làng nghề, gắn bó với cái dùi, cái đục từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Họ cùng nhau mở một xưởng chế tác tranh gỗ. Không lựa chọn làm đồ thờ như phần lớn gia đình trong làng, hai anh em họ Bùi quyết định tập trung vào dòng tranh gỗ và các tác phẩm điêu khắc gỗ trang trí bởi một tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật. Tháng 9 năm 2015 thì hai anh em quyết định là cùng nhau lập nghiệp. Trên thị trường hiện nay thì cái dòng làm tranh gỗ nó tương đối là kén chọn người làm và cũng kén chọn người chơi. Bởi vì vừa phải tốn công để làm ra một sản phẩm, nhưng phải đáp ứng được cái sự độc đáo, đáp ứng được cái sự mong chờ của khách hàng, có được những cái thần thái và những cái tinh xảo ở bên trong. Thì cộng gộp những cái đấy vào nó cần cả một cái quá trình thời gian rất lớn và không phải ai cũng làm được. Để làm nên những bức tranh gỗ sinh động, bản vẽ mẫu có vai trò rất quan trọng. Vốn có năng khiếu về mỹ thuật, anh Lăng là người trực tiếp thiết kế các bản mẫu trên giấy. Chủ đề các bức tranh của anh thường là phong cảnh thiên nhiên hay những điển tích cổ, gửi gắm những ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Cái mẫu thì nó là cái xương sống của cái sản phẩm. Thì cái giai đoạn mình vẽ mẫu là mình sẽ đưa những cái bố cục cơ bản, những cái chi tiết cần thiết của sản phẩm vào cho nó, một là hài hòa và hai là để cho thợ họ dễ hiểu và dễ làm ra được sản phẩm. Có một cái lớn hơn nữa là mình vẽ mẫu ấy, thì làm sao để nó một là có cái bản sắc của mình, hai là phù hợp với ý tưởng của khách hàng. Sau khi dán các bản vẽ giấy lên mặt gỗ, những người thợ làm tranh dùng máy dập nền, tiến hành công đoạn hạ nền theo từng đường nét sẵn có. Việc phá nền ảnh hưởng rất lớn đến bố cục của tranh.
Vì vậy, đòi hỏi người thợ phải cẩn trọng trong từng thao tác để không làm mất phần gỗ đục tranh. Sau khi hạ nền, hình khối của bức tranh dần hiện ra. Những người thợ tiếp tục tiến hành công đoạn đục phá. Đây được coi là một trong những công đoạn khó nhất tạo nên tác phẩm. Với những bức tranh chạm đục theo lối kênh bong, các chi tiết nổi lên trên bề mặt gỗ như thế này không máy móc nào có thể thực hiện được. Chỉ có đôi bàn tay cẩn mẫn, khéo léo của những người thợ mới chạm khắc nên được những bức tranh 3D sống động và có chiều sâu. Cái công đoạn phá này là cái công đoạn rất là quan trọng. Thì mình phá ra thì nó sẽ ra hình ra khối. Thì là mình sẽ vào nét thì nó dễ hơn. Những cái bước mà nó sẽ, tức là cái nền nó sâu ấy, cái dáng của nó thì sẽ sâu hơn và sẽ bông bềnh hơn. Cái nền sâu thì nó sẽ hạ khác những cái nền nông. Thì trong quá trình đục phá này thì mình bám theo mẫu và mình phá và mình dựa theo kinh nghiệm. Khi các bức tranh đã được đục phá, đục vào nét, những hình ảnh với độ nông sâu khác nhau hiện ra rõ ràng. Một công đoạn không thể thiếu lúc này là cạo nền. Kỹ thuật cạo nền trong tranh gỗ không quá khó, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ từ khâu mài cây nạo, cách đưa tay và cảm nhận độ nhẵn phẳng đã đạt được hay chưa. Xưởng làm tranh gỗ của anh Lăng và anh Quân quy tụ những chàng trai tuổi đời còn khá trẻ, nhưng tuổi nghề và kỹ năng thuần thục của họ khiến những người chứng kiến quá trình làm tranh không khỏi ngạc nhiên. Từng chi tiết nhỏ trong bức tranh được những người thợ đục tỉa hoàn thiện. Từ một tấm gỗ phẳng, sau vài tháng kỳ công chế tác, những hình dáng, đường nét thô mộc trên bức tranh trở nên thật tự nhiên. Một bức tranh gỗ đẹp không chỉ chạm khắc được hình ảnh thực, mà còn phải thổi vào đó thần thái của từng nhân vật và sự vật trong tranh. Trước tiên mình tỉa đẹp, và trước cái thì mình phải mài cái tỉa nó sắc, nó cân, nó đều. Thì bắt đầu mình chỗ nào cái mình muốn tỉa nhỏ thì mình dùng cái tỉa nhỏ, còn chỗ nào tỉa to thì mình phải dùng cái tỉa to. Ví dụ như cái lông chim mình cần tỉa nhỏ thì mình phải mài cái tỉa nhỏ, mà tỉa mài đều, mà tỉa nó cũng phải đều nét thì nó giống như ngoài đời thường ấy, thì con chim nó mới đẹp được. Trong khi mình tỉa xong thì mình phải còn nhìn lại xem là chỗ nào chưa được, mình lại phải chỉnh trang lại để cho nó đẹp, nó mượt mà hơn, để cho bức tranh nó thêm sinh động hơn. Mình sống trong nghề và mình yêu nghề thì mình mới thấy đấy là đôi khi không phải là tiền, mà đôi khi bắt buộc phải có một sự hy sinh bằng tuổi trẻ, bằng thời gian, bằng tâm huyết. Và đôi khi mình phải đánh đổi, lẽ ra mình có thể chọn những cái khác, nhưng mình chọn những cái này vì mình yêu nó, vì những cái giá trị nó hàm chứa ở trong đấy. Và những cái giá trị đấy nó tượng trưng cho những cái sự hạnh phúc, những cái sự tài lộc và những cái sự mà khách hàng người ta mong chờ ở đôi tay và sự sáng tạo của mình. Cho nên là càng ngày mình lại càng thấy công việc nó có ý nghĩa hơn.
những bức tranh gỗ thủ công không chỉ có tác dụng trong trang trí không gian sống mà còn đem lại sự ấm áp cho ngôi nhà. Dù là nếp nhà truyền thống hay hiện đại, những bức tranh mộc mạc mà tinh xảo này vẫn như lời nhắc nhở về những phẩm chất tốt đẹp, những ý nghĩa về sự thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Cái không gian của nhà mình là một cái nếp nhà cổ, thì để thêm những cái nội thất nó phù hợp với ngôi nhà thì mình cũng bổ sung thêm những cái bức tranh bằng gỗ trong ngôi nhà, thì nó sẽ ấm cúng và nó mang tính chất là lâu bền. Bây giờ vào đến Ngọc Than, tiếng đục chạm khắc vang vang khắp làng. Tứ linh phong thủy hữu tình, rồng bay phượng múa vươn mình ra xa. Kế thừa nghề truyền thống của ông cha, lớp thợ trẻ của Ngọc Than ngày nay vẫn cần mẫn học hỏi, dành cả tâm hồn cho từng tác phẩm độc đáo. Đối với họ, mỗi tác phẩm hình thành là một lần sáng tạo và vun đắp tay nghề để mang đến những giá trị nghệ thuật văn hóa lâu bền cho những ngôi nhà trên khắp mọi miền đất nước.